Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, ngày hôm qua trên tờ Thâu Theo có một bài viết với tựa đề Đêm qua, đại quân phóng phi đạn, trong đó một quả rơi xuống biển gần vùng hoạt động của tàu chúng ta, vấn đề nghiêm trọng Bài báo tường thuật rằng, lúc 20h40 ngày 18 tháng 8 Quân Đài Loan tại căn cứ Kiểu Bằng, huyện Bính Đông và ở Đài Đông đã phóng hai quả tên lửa cao vô hạn mà người Đài Loan gọi là phi đạn về vùng biển phía đông hoàn đảo này. Thông thường độ cao của một tên lửa cao vô hạn sẽ đạt tới hàng chục km. Ví dụ, khi Đài Loan bắn thử tên lửa phòng không Thiên Cung 3 thì độ cao đạt tới 45 km. Như vậy, trong bán kính 200 km đều có thể là khu vực nguy hiểm. Bởi thế, vụ phóng tên lửa Thiên Cung là từ căn cứ kiểu bằng hướng ra ngoài vùng biển phía đông. Nhưng lần này lại có điểm khác biệt. Đó là đầu tháng 8 bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Giải phóng quân Trung Quốc đã thường xuyên cho tàu tuần tra quanh đảo Đài Loan. Mấy ngày trước, các tàu khu trục như tàu lớp 052D vẫn còn di chuyển ở các vùng biển xung quanh Đài Loan. Trong tình huống này, quân Đài Loan vẫn bắn phi đạn từ hai trận địa, một là căn cứ Kiểu Bằng ở huyện Bính Đông và thị trấn Thành Công ở Đài Đông. Quả tên lửa bắn từ Kiểu Bằng rơi xuống ngoài khơi đảo Lan Dữ. Nơi này cũng có khả năng là vùng biển các tàu của Trung Quốc đang hoạt động. Còn quả đạn bắn từ Đài Đông thì điểm rơi có thể là gần đảo Triều Lục. Sau khi phóng quả đạn thứ nhất, đột nhiên thay đổi đường bay và điểm rơi có thể là vài chục km ngoài khơi phía đông của Đài Đông. So bất kỳ vùng biển nào xung quanh Đài Loan đều có thể có tàu của Trung Quốc đang hoạt động, cho nên hành động này của quân Đài Loan rất đáng để phân tích. Nếu đây là một sai sót thì không có gì phải nói, nhưng nếu Đài Loan cố ý khiến phi đạn đổi hướng thì vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì ý đồ của hành động này là khiêu khích, hàm ý là Đài Loan có năng lực đánh chìm các tàu thuyền đang bao vây xung quanh. Ngoài ra, còn có một khả năng nữa là quân Đài Loan có khả năng lợi dụng việc phóng thử tên lửa để tạo ra một sự kiện tấn công nhầm. Tình huống này trước đây đã từng xảy ra. Năm 2016, tàu tuần tra Đài Loan đã phóng nhầm một quả tên lửa chống hạm Hùng Phong 3. Tên lửa bay vào vùng biển phía đông nam đảo Bành Hồ, bắn trúng một tàu đánh cá. Chính vì có vụ phóng nhầm này nên việc đêm 18 phi đạn đột nhiên đổi hướng càng phải lưu ý. Xét đến cùng thì khả năng bắn nhầm là vẫn có. Hơn nữa quân Đài Loan đã có tiền sử bắn nhầm cho nên nếu họ dùng phương thức bắn nhầm để khiêu khích thì vấn đề thực sự nghiêm trọng. Tổng kết lại thì lần này Đài Loan phóng phi đạn có thể là loại tên lửa phòng không Thiên Cung 3 trong kế hoạch nâng cao năng lực chiến đấu của hải và không quân. Các bạn thân mến, qua xác minh thông tin thì thấy việc Đài Loan phóng hai quả phi đạn ngoài bài viết của Thâu Théo thì có BBC và RFA đưa tin nhưng các tờ báo của Đài Loan thì không đề nói tới việc này nên chưa biết thực tế sự việc là như thế nào. Giả dụ vụ phóng tên lửa là có thật thì cũng còn tùy loại tên lửa là loại gì mới có thể kết luận được thông điệp của phía Đài Loan. Trong bài viết của Thâu Théo, họ đã giả thiết rằng loại tên lửa được phóng đi là tên lửa phòng không Thiên Cung 3, nhưng họ lại nói điểm rơi xuống biển, như vậy là không hợp lý. Bởi vì tên lửa phòng không sau khi phóng hết tầm, nếu không được điều khiển cho phát nổ để đánh mục tiêu thì nó có cơ chế tự phát nổ ở trên trời chứ không rơi xuống rồi mới nổ. Qua đây có thể thấy rõ ai đang kiếm cớ để đẩy căng thẳng lên cao. Tất nhiên đối với Đài Loan, trong thời điểm này, dù họ phóng thử bất kỳ loại tên lửa nào cũng đều là có ý muốn gửi thông điệp về năng lực tự vệ của họ để răn đe Trung Quốc. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.